Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu phật thủ Ỷ Thiên TV đang lạc bước tại Nether. Và trong tập trước thì chúng ta cũng đi khám phá một vòng xung quanh rồi và biết được nhiều thứ rất là thú vị. Thì bây giờ mình sẽ cần phải chế tạo một cái smeltery hay là một cái lò nấu kim loại. Thì có được lò nấu kim loại rồi, ta mới có được nhiều thứ khác nữa. Và mở cuốn này lên, ở trong này Hitting Up nè, nó sẽ hướng dẫn ta. Ta cần phải làm một cây pick up bar, này cần phải có kim cương á. Coi, pick up bar. Nó đâu? Cây này đây. À không cần phải có kim cương, cần có sắt. Và double compress netherrack nữa. Và nó có EMC. Nghe vui vui ha, pick up bar nữa nè, hai cây. Như vậy là cần phải làm hai cây đó rồi lên đây, xuống đây, qua đây. Có EMC. Ghiền ghiền liền, có EMC là vui à. Và muốn làm được EMC thì cần phải kiếm thêm netherrack. Giờ phải lên phía trên. Thì ta đã biết được chỗ Nether Forest nằm ở rất gần mình luôn, qua bển trước. Giờ để mò anh trảnh coi có gì ghê ghê không. Rồi mau chóng đi tìm cầu thang. Trong này thì tầm thường, nhưng mà thôi lấy luôn đi, đang sẵn có chỗ chứa đồ. Hốt. Và chạy xuống cầu thang. Nghe tiếng có mấy con quái khác, căng thẳng quá. Đây rồi, Nether World. Và bên kia cũng sẽ có Nether World nữa. Ủa, vậy chỗ này, đây nè, nhớ mà, bởi vậy còn nữa đó. Giờ để vô gom hết mấy này đem về trước đã. Vô đây, đập cái thùng ra. Và được một vài món đồ nữa. Đa số là những cái Iron Pet Armor rồi Diamond Pet Armor này nọ thôi. Và nhìn xuống dưới đó, chúng ta sẽ chạy về bên đây. Để đi ngược lại. Đi vô trong này cho an toàn. Nhìn ra phía bên ngoài, cũng có nhiều khoáng sản lắm. Ở trong Nether mà khoáng sản một đống luôn á. Mình vừa quay trở về thượng giới để chế tạo thêm đồ. Và ta sẽ cần phải qua bên này làm công thức của hai cây này để Enchanted Gravy Tile lên, làm được một cây Gravy Tile pickaxe nữa. Rồi quay ngược về. Ê, có một con vô đây, vô đây. Ây da, dính độc rồi. Độc con này khó chịu lắm. Thấy không? Khó chịu cực kỳ luôn. Giờ phải ăn cái này vô để được hồi máu. Mấy cái con Cockatrix nó lao vô ào ào luôn á. Và mình để ý là mỗi một thế giới là có thời gian khác nhau nha. Ở bên đây đang là ban ngày, bên đây cũng là ban ngày. Chứ mình qua này đỡ là ban đêm. Vô một cái, chúng ta sẽ thấy đó là ban đêm. Kỳ lạ vậy đó. Rồi thì mình cũng đã có được ở đây là một stack netherworked. Và ta sẽ đem ra trồng một mớ, chứ không có xài hết. Xài hết rồi lát nữa ngồi khóc hận luôn á. Phải kiếm chỗ nào đó trồng xuống. Ta sẽ cần phải có khu 3x3 đi. Trồng 9 cái trước đi. 3x3. Đây. Rồi gắn xuống netherwork. Ít nhất là cũng còn lại một chỗ nào đó trồng. Chứ nếu không mà lát nữa phiền lắm. Phải đi kiếm thêm nữa. Mà ngoài đó mình lấy gần hết rồi. Kiếm thêm gì được nữa. Chúng ta sẽ chuyển cái này vô đây. Tại thấy nó gần cái cổng dịch chuyển quá, cho nên dọn bớt. Và đập ra. Đập ra, đập ra. Lụm lại. Rồi mình sẽ cần phải cất hết những thứ này vô luôn. Giờ quăng vô đại hết đi, rồi tính tiếp. Này cất vô sort inventory lại. Đây là play powder. Nhìn bốc lửa rất là thú vị luôn. Rồi nó sẽ cần phải có thêm cái này vô đây. Và cái cục kia đâu rồi? Sear brick. Lấy xuống, xám 4. Đây là còn 50 mấy. Với lại sâu sen. Sâu sen đây. Gì chứ sâu sen là một đống luôn á. Để lên và để lên. Đây là slam soy. Đem nấu lên trở thành sear brick. Và nó đâu rồi? Mở nó lên cái biến mất hết là sao? Chơi kỳ vậy. Để vô. Và pen. Còn dư lại 8 cái. Bây giờ mình sẽ cần phải có thêm cái lò nấu nữa đó. Chúng ta sẽ cần phải có công thức ở đây luôn. 8 cái quăng vô trong này. Lấy ra. Và cần phải chuyển mớ than. Đây là than Nether Coal. Cái này cần phải được nấu lên nè. Và nấu lên thì có gỗ. Chắc nấu bản này luôn đi. Nấu lên luôn. Chúng ta nấu 5 cái đó ra. Thì trong tập trước mình đã tìm được heo bát. Heo bát đây. Và công thức này có thể chuyển thành gỗ bình thường được nha. Heo bát good plank. Và chuyển thành crafting table.
Chuyển qua tiếp, Grafton Station. Quá đã. Grafton Station rồi là nghe là biết có tinh cơ rồi đó. Tinh cơ Construct. Ở chỗ này thì mình đang dọn ra để ta đặt luôn cái smeltery xuống đó. Cho nên dọn ra tiếp. Ba nhân ba. Và đặt cái này lại. Vừa đập ra nguyên một cái phần nham thạch nó chạy vô trong mặt luôn. Hên là nó chưa vô mặt mình luôn á chứ. Mới xuất hiện thôi à. Rồi giờ bên dưới đó sẽ cần phải ốp lại á. Nãy hên là còn có khu ở đó. Nếu không là cũng mệt luôn á. Giờ đây là 4 ô rồi. Rồi từ từ bình tĩnh. Và sao rồi? Đây được 10 cục. Giờ đập ra mấy cục này. 10 cục. Vô đây. Peng. Kinh nghiệm, quá trình kinh nghiệm luôn. Và chuyển hết mấy này ra. 64. Giờ chia đều đi. Chia đều. Chia đều đây là 40. Giờ bỏ này lên. Bỏ này lên. Để cái này lên đây. Bỏ này vô. Và bỏ này vô. Để nấu trước 48 cái đó. Mình đang còn 64 cái này nữa. Thì cần phải nấu luôn. Giờ có tinh cơ rồi đúng không? Tinh cơ rồi. Chuyển một mớ. Giờ ví dụ như mình xài công thức như vậy được không? Không được. Nó không chơi. Vậy là phải chơi công thức như vậy nó mới chịu. Ta sẽ có được. Đây là plank pattern. Lấy xuống 12 cái plank pattern. Giờ sẽ vô đồ tinh cơ. Đây là tinh cơ pack builder. Tặng vô một cuốn hướng dẫn liền thấy không? Có cuốn hướng dẫn sẽ dễ hiểu hơn. Lấy xuống và để lên tool station. Rồi còn tensile table nữa. Thì tensile table lấy hết luôn đi. Để lên trên đây. Tensile table. Và cần phải để một cái thùng lên trên này. Để cái này lên. Pattern chest. Đầy đủ hết luôn á. Đồ tinh cơ mà. Cosmetry là phải có thêm mấy món này mới được. Giờ để đâu ta? Giờ để đây đi ha. Để đây đi. Và nên đi từ trái sang phải đúng không? Thì đầu nào cũng được hết trơn hết á. Không vấn đề gì hết. Rồi mình sẽ để tool station xuống đây. Tool station. Rồi pack builder trước. Rồi tới một cái thùng. Và tới tensile table. Tensile table. Cục này đập ra lâu dữ ta. Cứng dữ ha. Và gắn cái này xuống. Mở này lên, bỏ này vô. Ở đây đã được nấu xong 64 cục. Và vẫn còn nữa. Từ từ. Cái này nấu lên ta sẽ được bao nhiêu? Một được một đúng không? Chúng ta coi. Ở đây. Một được hai. Nhưng mà smelting một được hai. Và làm gì la dữ vậy? Đó. Coi con gác kìa. Là dùm luôn á. Rồi giờ mình sẽ cần phải leo lên. Tại vì bây giờ ta còn thiếu hai cục kim cương. Phải đi tìm kim cương mới được. Phải có 4 cục kim cương trước. Để làm được đá hiền triết. Leo lên. Đi tìm kim cương mà kim cương ở trên mặt đất thì chắc khó tìm. Và để lên trển hên hên tìm được hai cục hay sao đó. Còn nếu không là phải đi đào bên dưới. Để lên đây trước. Đi vòng qua phía bên này. Ở bên đây thì mình chưa có đi. À, thấy có cái gì đó hả? Mấy con zombie pigman. Có mấy cái thuyền ngoài kia có kim cương không ta? Chắc là sẽ có kim cương đó. Giờ ông lấy ra cái thuyền nó luôn ha. Ây, lại là cái đầu lâu đó nữa rồi. Vô đây, vô đây. Một nhát nổ banh chành. Kim cương trong này là nó có màu hồng. Chứ phải là màu xanh giống như bình thường nữa. Ghê vậy. Đây là ngọn lửa xanh luôn. Hellfire. Rồi để dập tắt ngọn lửa đi. Nghe ngọn lửa thấy ghê quá. Rồi đây là mấy cái cục chân ở flash. Mấy cái cục thịt đó mà. Giờ bên dưới đó nhìn thấy kim cương cũng khó nữa. Con tàu đó thì có thể xuống ngay đây. Mà xuống ngay đây rồi. Sao lên? Chắc là phải đi vô đây đào mớ netherrack nữa. Này đúng chất netherrack luôn nè. Đập là bể à. Đập ra thêm vài cục. Nếu không là mình sẽ không có đường đi lên. Chừng 30-40 cục gì đó là cũng chắc đủ rồi đó. Rồi. Giờ chuẩn bị đi xuống. 50 mấy cục luôn. Rồi lấy cho đủ 64 luôn đi. 64. Đủ chưa? Đủ luôn rồi đó nha.
Và đầu tiên là ta sẽ cần phải ăn cái Healing Stone vô trước để có được một cái lớp bảo vệ. Wow, nhảy xuống. Bích. Ha, xém nữa. Rồi, ăn đồ ăn vô. Rồi, nhìn xung quanh. Kim cương ơi. Có kim cương không? Không có kim cương. Giờ phải vô trong con tàu đó với hy vọng tìm được kim cương. Con tàu này có đường vô ở ngay tại đây. À, gắn cái đường vô. Ngay cục này sao gắn không được vậy? Và leo lên đây. Nhảy qua. Nhảy qua không được thì đập ra. Rồi bên trong con tàu. Cái gì đây? Đây là một bức tượng. Rồi xuống bên dưới. Rồi bên dưới này thì có nhiều đồ chơi lắm. Và có hai cái chest. Đây là gì? Gold Javelin, Nether Brick. Chắc lấy cái thùng nó mang về luôn đi. Đập cái thùng ra. Gom cái thùng về luôn. Và bên đây có gì nữa? Relic Strap Skull. Skull là giống cái này nè. Đập này ra cũng được. Rồi đập cái này ra luôn. Đây là cái đe rất là cần thiết. Và mở lên. Không có. Không có thì cũng lấy. Có cũng lấy mà không có cũng lấy nữa. Gì đó? Ủa có này nữa hả? Sao có vụ này nữa? Là sao? Có vụ này nữa hả? Này mới nha. Thú vị, thú vị. Đúng là thú vị thiệt nha. Có vụ này nữa. Rồi đập cái này ra. Và có obsidian cả lát nữa đi. Mình sẽ thử vận may. Rồi giờ cửa này cửa sắt. Cửa sắt đập ra luôn chứ sao. Đang xài đồ xịn lắm. Cửa sắt là bình thường. À, có được gas tier này nọ. Có được cục hắc diễm thạch. Ủa vậy chưa có được cục kim cương nào hết trơn vậy. Ok vậy. Đây là skull lantern. Rồi còn một cái thủng trống nữa kìa. Giờ đập này ra luôn đi. Vô trống coi. Vậy là không hên rồi. Không có kim cương rồi. Cục này là sao? Đập ra. Đập ra có bị crash không? Đập được luôn. Và nó sẽ lên một cái khối giống như vậy. Rồi thôi để đây đi. Trả lại cho người ta. Đó không cần đâu. Hài ghê vậy đó. Giờ chỗ này khuyên con tàu được làm bằng hắc diễm thạch. Nghe có cái mùi gì đó nó quen quen lắm nha. Giờ để mình lên mình đập hắc diễm thạch cái coi. Cái này đập được không? Có nứt không? Có nứt. Nhưng mà cảm giác hình như là nó vẫn chưa được lắm. Nó có lấy được hay không? Tại vì cây Gravitite này là cấp độ kim cương á. Để mình đập một cái nha, đập một cái. Cục đầu tiên cái đi, coi thử nó bể rớt ra được cục hắc diễm thạch không? Được luôn. Khi nào ta về được Overworld không ta? Rồi giờ mình sẽ đập một đống luôn nè. Giờ cố gắng lên. Đập một đống ra. Đây, từ từ bình tĩnh. Đang đập. Cây này không có cường quá gì trơn á đó. Đập chậm lắm. Và sắp bể rồi đó. Bể một phát là đi một đám luôn nè. Bể ra, bể ra. Đó, bể. Bể. Và đi cả cái tàu của người ta luôn, thấy không? Ghê chưa? Hốt hết nguyên cái tàu luôn. Và được 64 dư một cục. Nhìn qua thử coi có hắc diễm thạch hay gì. Có kim cương không chứ? Hắc diễm thạch hoài. Ở trên đó có gì không ta? Leo lên chơi. Leo lên trển. Đây là cái chỗ mà có một người đứng trên này coi. Đất liền. Thông báo đi xuống phía bên dưới. Rồi nhìn xung quanh cái nữa. Tàu thì ở đây nhiều lắm. Có gì nữa không? Có dấu vết của kim cương không? Hình như cũng không có dấu vết của kim cương luôn. Giờ ta có thể quay về được rồi đó. Về thử 64 của hắc diễm thạch. Sao không quay về được cơ chứ? Phải quay về liền. Mình đang đi từ từ xuống bên dưới. Và sẽ chọn nơi đây. Chỗ này rất là đẹp. Đập ra. Sao có mấy cục này nữa? Đập ra. Đừng có phát nổ nghe cưng. Ta đang cầm rất là nhiều đồ luôn á. Chắc phải lấy thêm cái thùng nữa mới được. Đặng xả đồ ra. Đây là thêm một cái thùng nữa. Bỏ vô trước. Bỏ vô, bỏ vô. Bỏ vô luôn. Mấy này cất vô luôn. Rồi cầm mấy này theo. Bỏ cái thùng của chổng luôn. Và lấy một cái chàm đánh lửa. Có luôn. Gì mà không có. Lên trên đây. Và đập cục này ra luôn. Lẫm này đi.
Giờ chỗ này ốp lại cho đẹp một cái. Ốp lại. Rồi bên dưới này đập ra nha. Rồi nhìn xung quanh một phát để làm cái khung cửa. Nó đó. Đặt xuống. Đặt lên. Và có hát diện thạch rồi. Làm được cửa nether luôn thì có quay về Overworld được hay không? Có quay được về nhà hay không? Ăn vô một cái và bóc. Cửa đã mở. Mở được cửa rồi, vui quá. Nhảy vô. Ta sẽ về Overworld nhanh lên. Ha. Về nhà rồi anh em ơi. Này thì về nhà. Tính đi đường chui hả? Ai cho chui? Không có cho chui luôn thấy không? Bước vô cửa nè đợn cái là phóng thẳng qua bên cái phòng này liền luôn. Ở đó mà chui giờ vô lại lần nữa nha. Tưởng về tới nhà ngon hả? Giờ phật thủ này là bắt buộc rồi. Cuộc đời gọi là phật thủ mà. Sao có chuyện mà về Overworld đơn giản vậy được? Bởi vậy ai khóc cho nỗi đau này? Giờ vẫn còn nhiều lắm. Để vô đây coi lại một cái. Pick up bar rồi. Nói chung là làm này trước đi. Giờ mình sẽ cần phải có thêm kim cương. Mình mới có 2 cục à. Chưa đủ xài. Giờ tôi chế tạo Philosopher's Stone. Đây là đá hiền triết. Thì cần phải có 4 cục kim cương lận. Mà muốn 4 cục kim cương chắc chắn là phải đi đào. Giờ đi đào ở đâu ta? Chắc đi đào bên đây quá. Lấy cái cửa lấy lại đi. Chúng ta đâu có cần phải có cái cửa này đâu. Cửa này thật là thất vọng. Đập ra đập ra. Giờ phải đào xuống kiếm kim cương. Thì ở kim cương bên đây có giống như ở Overworld hay không? Thì mình thấy là lần trước là kim cương nằm ở trên mặt đất luôn á. Ôi 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 ôi, chết tôi chết tôi. Bậy quá. Cái này là lỡ tay nè. Rồi, để lên phía trên. Chặn lại. Lỡ tay đó. Ở Overworld thì kim cương là thường ở tầng số 11 mình hay đào. Còn bây giờ mình đang ở 22. Đây là lỡ tay đào ra lớn quá rồi, sao giờ ta? Có khi nào quái nó xuất hiện một đám ở trong này luôn không? Nguy hiểm lắm á. Còn gì là căn phòng an toàn của tôi nữa. Chắc là mình cũng sẽ phải ốp lại bức tường hay sao để bên trong đó không có mấy cái con quái nó chạy ra chạy vô nữa. Chứ nó chạy ra chạy vô là cũng phiền ghê lắm á. Gì vậy? Không cho đặt á, phải nhảy lên mới đặt được. Đứng tới nơi luôn rồi mà không có đặt được mấy cục đó nữa. Nhảy lên, nhảy lên. Vậy mới được đó. Ốp lại chỗ này thôi. Và bên đây cũng vậy. Đây cũng phải được ốp lại. Và chỗ này mình cũng sẽ ốp lại luôn. Bây giờ cần phải ven mai để cho nhanh thì ven mai và phải có một cái cục gì đó đứng lên trển cho đảm bảo là mình không có đào ra tùm lum. Rồi ra rồi đó, thêm một mớ nữa nè. Giờ tiếp tục thử một miếng nữa. Kim cương đâu? Chưa thấy. Đây không phải kim cương. Và đây cũng không phải kim cương. Đây là nham thạch chứ chưa phải kim cương. Mình đã ốp lại bức tường và xây thêm cánh cửa bằng sắt nữa để không có con nào đi qua được hết. Ta sẽ cần phải vô trong đây, vừa đi về bên Ader lấy thêm đồ. Rồi đây là than nè, cất lên. Giờ chỗ này cái này phải tìm chỗ bỏ đi, không có cần phải giữ lại đâu. Netherrack, nếu mà có giữ lại thì cũng chỉ làm cái compress Netherrack trước thôi. Chúng ta gom lại luôn đi ha. Compress Netherrack, bấm. Ủa không bấm được hả? À, công thức bên này không bấm được. Để vô đây bấm. Peng xăm 4 cục. Tiếp tục peng xăm 4. Và compress netherrack làm gì? Có công thức gì không? Pick up 3. Hình như có một cái công thức pick up 3 nào nãy mình coi. Pick up 3. Sẽ cần phải có compress. Triple compress netherrack luôn. Đây là double compress. Nghĩa là phải đào. Mà đào thì phải có nhiều thì phải gom lại. Rồi giờ ấy ấy, sao nó rớt ra hết vậy? Giờ ta sẽ cần phải gom lại, bấm compress để nén lại. Nén lại xong rồi đó. Cất vô trọng. Bên đây hai cái chuyển thành cái nút sang lắm. Vô đây xài cái nút và bóc. Cao quá vậy. Nút này để cao quá, khó mở cửa. Đập ra đi. Để xuống bên dưới thôi.
Mình làm vậy để chắc chắn là không có con quái nào có thể xuất hiện được ở trong đây. Mất công rồi nó vô nó quậy phá sùm nữa. Và ta sẽ cần phải đi xuống dưới để đập Netherrack ra tiếp. Cái này nhỏ xíu luôn á. Cái cây này độ bền yếu quá. Đập ra như vậy thì cũng không có được nhiều, nhưng mà được cái là an toàn hơn rất là nhiều luôn. Đập ra luôn. Ra tiếp. Không có đào khoáng sản trong lúc này đâu. Và đây là tầng thứ 7, tìm được vàng nữa kìa. Rồi coban luôn. Coban vừa lấy ra hết. Là hết rồi đó. Quá nhanh luôn. Suy nghĩ. À, nếu mà có đá cuội thì làm được cây Cobblestone không? Nhưng mà cây Cobblestone nó cũng dở à. Giờ cần phải đồ tinh cơ chứ đúng không? Về làm đồ tinh cơ đi. Làm được rồi, sao không làm? Làm đồ bằng đá. Ê, zombie pigman. Đừng có chọc phá nó. Mấy con này nó dữ lắm. Mình sẽ cần phải có đá cuội. Đá cuội đâu? Đá cuội có 3 cục à. Giờ chưa có sắt nữa, chưa có Meltery. Chưa làm được Meltery. Tại vì Meltery sẽ cần phải có kiến. Kiến phải cần có cát. Mà cát lấy đâu ra? Mình chưa thấy trong này có cát luôn á. Ở bên bên kia cũng không có cát nữa. Giờ cần nhiều thứ quá mà cái gì cũng bị thiếu hết trơn hết á. Giờ phải làm công thức này trước. Bỏ này vô. Nhìn một hơi. Rồi ta đi qua bên chỗ Candyland. Qua đây. Qua đây và cần phải đập chỗ này ra một cái. Bùm. Wow, lapis lazuli kìa. Đập ra một cái thấy ngon lành liền thấy không? Có vàng nữa phải không? Yellowrise chứ không phải vàng. Đó dành cho Big Reactor rồi. Giờ mình sẽ cần phải qua Nether. Chúng ta có thể làm đồ từ Netherrack được không ha? Vô coi thử. Cây này làm từ Netherrack được không? Được luôn. Netherrack. Nhưng mà đồ này chắc chắn là nó dở, cực kỳ dở luôn á. Rồi lấy cái này ra. Rồi cần có cái binder nữa. Binding thì cần phải đổi công thức này qua thôi. Tại đồ này là nó vừa đủ, không có cần phải xài đồ quá xịn. Và ráp lại. Bắt bắt bắt. Netherrack Stone Bao. Rồi cất cái phần này đi. Cất đi. Đi thử nghiệm. Ta sẽ có thể sửa chữa bằng Netherrack luôn. Và xuống dưới này đào ra. Ví dụ như ở đây. Wow. Đào được nhiều dữ ta. Và để lên. Hả? Không có cho sửa hả? Giờ để mình leo lên phía trên lại. Tại sao không cho sửa? Phải cho sửa chứ. Đồ của tinh cơ này, tinh cơ cần phải có cái bàn này mới sửa được đúng không? À để một cái vậy thôi hả? Ủa sao nãy mình để vô nó không sửa? Vậy chắc mình phải gom cái bàn đó theo. Ta lấy cái bàn theo. Rồi đi ra nha zombie pigman. Mình đang lên đây để nấu sắt. Và phát hiện là tại sao bên đây nham thạch ở đâu nó đổ xuống ầm ầm luôn nè. Thì cái này mình sẽ xử sau. Giờ mình cất cái này vô đây và mở lên đây. Sắt nè, lấy xuống. Thì sắt này chỉ cần cái nấu cái sắt của bên Nether Ark này lên là ta sẽ được hai cục. Từ cục này được hai quặng sắt. Hai quặng sắt này nấu ra thì cũng chỉ có một cục thôi. Cho nên phải nấu tới nhiều nhiều chút. Và qua đâu rồi? Mountain. Đây, cái này là của Vanilla. Và chưa có nhân đôi nha. Đồ tinh cơ là phải xài đồ của Smeltery á thì mới có thể làm được. Bây giờ mình đã có được cây cuốc chim bằng sắt rồi đó. Mở cửa xuống dưới. Nãy giờ đang đào bới rất là dữ dội. Và xuống dưới đây. Đó. Đụng tới bedrock luôn rồi nè. Và thấy được duy nhất một khối kim cương. Đây là Nether Diamond Ore. Và đập ra. Nên bể tan nát là khóc hận luôn á. Ở bên kia là gì? Bên đó là Redstone chứ không phải là Nether Diamond Ore. Và Nether Diamond Ore này sẽ cần phải đem đi nấu lên một phát để có được Diamond Ore bình thường. Giờ phải chạy lên trển. Mở lên, bỏ vô và than đâu? Hả? Hết than rồi. Gì hết than ngay đúng lúc quá vậy? Sao đúng thời điểm này lại hết than? Thiệt bó tay luôn. Vậy là cần phải nấu lên một vài cục than nữa. Ngay đúng lúc luôn á.
tự dưng thiếu. Rồi bây giờ sao đây, sao đây? Gỗ đâu? Không có gỗ nữa. Giờ lấy heo bát gút thì nó hơi phí. Bây giờ chơi luôn quá. Chơi luôn, chơi luôn. 40 cái bỏ lên nấu này cái. Lấy này xuống. Và bên đây tự dưng nước nó đổ gì, nhâm thạch nó đổ xuống cái phần chỗ này rồi. Lát nữa mình sẽ ốp lại sau. Rồi ta sẽ có than. Phải vậy chứ. Được rồi, được rồi. Đừng nấu nữa. Đủ rồi. Cắt vô đi. Rồi cây cuốc chim đâu? Đập ra. Và được một cục than. Phải vậy chứ. Rồi mở lên chuyển đổi. Bỏ vô. Nấu một được hai. Và có đá tỏa sáng không vậy? Có, nhưng mà thiếu. Đá tỏa sáng đang ở trên đầu mình. Và hình như bên kia là Pyrothium. Wow. Giờ ta lên trên đây. Chỗ này có đá tỏa sáng nhưng mà hơi nguy hiểm chút đó. Tới chưa vậy? Tới rồi. Tới rồi thì vui rồi. Và phải cố gắng lấy được hết nha. Để đập. Bên may ra hết đó. Và chắc là đã lấy được hết. Rồi đi xuống thôi. Bên dưới có con quái. Nãy mình vừa lên. Đó đó các bạn thấy nó đang chạy tới không? Còn ở đó. Bắn súng. Và có gas nữa kìa. Ôi cái gì tùm lum hết trơn vậy. Tôi không muốn chơi với mấy đứa. Tôi đi đây nha. Đừng có tìm tôi nữa. Tôi là người hiền lành. Không muốn gây sự với ai hết á. Lên đi. Lên lên. Nhanh lên. Rồi. Đào xuống. Có cái mạng lao xuống này hơi vui á. Để ăn một cái. Xuống đây. Đủ rồi đó. Đây là hai cái quặng kim cương. Lấy cây cuốc chim đập ra. Được kim cương. Hai cục. Và ta sẽ có bốn cục kim cương. Làm được liền. Đây. Stone. Philosopher Stone đâu? Đây là cục đá hiền triết. Và cần phải có thêm redstone nữa hả? Redstone đây luôn. Dạ mình sẽ cần phải đập cái phần redstone ọt ra để làm được một khối redstone. Giờ ta đặt xuống bên mai. Ngon lành. Và được 28 luôn nè, thấy không? Lấy một khối ra thôi. Không cần nhiều. Chế tạo bằng cái này kỳ cục quá. Đập cái này ra luôn đi. Không có bấm nhanh được. Xài đồ tinh cơ, đồ này nọ luôn cho khỏe. Và có thể bấm vô giữa được. Không nhất thiết phải bấm vô trong cái chân. Giờ bấm công thức này thì sẽ cần phải có thêm 4 khối glowstone nữa. Đá tỏa sáng. Và cục đá hiền triết. Bing. Đã có. Và tuyệt vời. Đá hiền triết có rồi. Thì ta có thể chuyển đổi. Đâu. Đá cuội. Để xuống đây. Bing. Biến thành đá. Xíu phải chuột. Biến thành đất. Xíu phải chuột thành đá. Và phải chuột thành cát. Có cát rồi. Mở lên. Bên đây sao rồi? Bên đây đang lấy mấy cái này. Thì nấu cát lên mới làm được cái lò meltery của tinh cơ construct. Giờ ta đập ra một phát là xong. Đó. Giờ chuyển đổi tiếp. Bỏ vô. Và nấu lên thành kiến. Tuyệt vời luôn á. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay, mình đã cố gắng tìm cách đặt cái cửa Nether xuống để thoát khỏi địa ngục nhưng không thành công. Cho nên ta đã phải tìm cách chế tạo một cái cục đá hiền triết để giúp mình có thể mạnh hơn, chiến đấu với những con quái một cách tốt hơn nữa. Còn bây giờ, ta sẽ tạm dừng tại đây và mời các bạn những tập kế tiếp. Bye bye!